của An Giang Lê Thanh thì những cái clip đầu Lê Thanh có quay về Thủy đó là cũng một hot girl trên mạng mấy ngày nay đó các bạn. Thì cô gái có đem một con mèo qua. Con mèo này hiền không? Dạ hiền. Đi ra mẹ. Thôi chừng buông ra nó chạy luôn đó nha. Thôi kệ để nó cho trong đó đi. Chứ nó nhát nó gặp lạ sợ. Ôi con mèo này tính ra là mắc tiền lắm á nha chị Thủy. Con này mua 30 mấy ạ. 30 mấy hả? Là mua từ hồi nhỏ hay sao? Mua từ hồi bé mới giờ. Thôi con ngoài chơi đi con. Bởi vì nó ngoan vậy ta. Có khi nào nó buông ra chạy đi đâu? Dạ cũng có. Vừa rồi ở Cao Lãnh á, nhảy lên máy hiên của người ta gãy đền 5 năm rưỡi ạ. Gãy máy hiên ta luôn. Dạ. Ở nhà còn mấy con nữa? Ở nhà còn 2 con nhỏ. Con mèo là tên gì? Con mèo là tên Tiền Tỷ ạ. Cái gì? Tiền Tỷ, bà đặt cho Tiền Tỷ ạ. Tiền Tỷ hả? Dạ. ngộ ra là cái clip này mình đặt là mèo Tiền Tỷ à. dễ hiểu nhầm lắm à. Tên gọi thì bà cho con người sử dụng các loại từ ngữ mà mình lắp ghép cái gì dễ thương này mình đặt cho chú con cũng được ạ. Thì ở đây ở trong chùa cho nên những thầy đang cái đó tụng kinh quá. Dạ, tụng kinh. Tụng kinh mấy nhiều khi nó hồi khi đưa vô đây nó hơi lớn. Con mèo này là nếu mà tính ra là bao nhiêu tháng luôn mấy tháng mới được ba lớn chứ gì? Ở năm chưa? Được tầm khoảng nửa năm ạ. Nửa năm hả? Dạ. Là nó là luôn bên mình luôn đó hả? Dạ. Rồi hai con kia? Hai con kia cũng vậy ạ. Cũng vậy luôn hả? Lúc trước thì cũng có nhiều con khác nhưng mà mấy con đó mình mèo 34 ạ, mình đổi sang thành mấy con sau này ạ. Mấy con mèo kia có tên gì? Mặt con thì tên Tỷ Phú với lại mặt con Candola. Trời ơi. Là cái đó là bà đặt luôn hả? Bà đặt ạ. Này bà đặt hay chị đặt? Bà đặt ạ. Bà đặt đâu biết đặt. Tỷ Phú, Đô La, Tiền Tỷ. Ông bà phải không? Phải bà đặt không hay là chị đặt đó? Ông bà đặt. Nào nói thiệt đi. Ông bà đặt ạ. Ông bà đặt hả? Dạ. Mình thì nếu như mình con mèo thì mình chỉ đặt này. Em thì cũng chưa tưởng ra em đặt tên gì thì là bà dạy là đặt tên như vậy nghe dễ thương ạ. Tại nó nằm trong cái đường dây kinh tế mà. Mình mua nó bằng tiền mà. Với lại cái hành trình đó là tinh thần của con người mà. Thế nên là lấy các cái danh đề của các cái kinh tế Tiền Tỷ rồi đô la rồi nghe dễ thương ạ. Mình hay á. Nó là phong thủy mà. Nó là cấp mệnh của con người mà. Trời đẹp ha. Rồi cái bảng kia đâu? Cái bảng gì đâu? Dạ. Bảng đó. Cho cái này vô là mình mua nhiêu? Cái này nè, chung luôn. Mấy trăm ở bên mấy trăm quên rồi. Đi vô đi con. À này để nhốt thuốc cưng đúng không? Đi nhốt để mình vận chuyển đi tới luôn ạ. Là cái tấm bảng này hàng ngày mình cầm đó. Lúc trước em mình sang bên Thái Lan là mình nhờ các công an viết tấm bảng này luôn mà. Vẫn cho mình viết tấm bảng này rồi mình vẫn đi rồi công an cũng bắt nhưng mà vẫn để cho mình đi bình thường. Công an Thái Lan ạ. Giờ đây đọc cho khán giả là cái chữ là tôi bị bệnh thiếu máu não ạ. Dạ tôi xin tiền để điều trị ạ. Dạ xin tiền anh chị giúp đỡ tôi ạ. Thì cái tấm bảng này ở bên đâu ở Thái Lan ạ? Lúc đầu là bà cho em viết bằng bút mực bình thường ạ. Rồi sau này là mình tự mình đi photo ạ. Em cái lịch trình này là có được vào trong công an và công an có viết bằng chữ Thái Lan. Lúc mình cứ đi sang bên Thái Lan mình cầu an ạ. Công an nó có viết cho mình tấm bảng như thế này ạ. Mình cũng đi xin được bình thường ạ. Nhưng mà cái này để em góp ý chị ha, tại vì nếu mình là khác ghi cái bảng này là mình phải có giấy tờ rõ ràng, là phải có giấy tờ bằng chứng là mình có bị bệnh, mình đưa ra thì bà con mới giúp được mình. Nếu mà mình để như vậy mà khi hồi nãy em có hỏi chị đó là chị nói là khám không có ra bệnh. Cái đó nó rất là khó. Dạ, bây giờ mình đi khám nhưng mà bây giờ mình bị vướng mang tâm linh á. Bây giờ bà giấu bệnh thì mình cũng không có biết được nào. Có khám rồi nhưng mà cũng tốn tiền, có mấy triệu ạ. Khám chụp đầu ạ. Tại vì cái chữ là tôi bị bệnh thiếu máu não mà mình không có giấy rất là khó.
À, có thể mình là người ta sẽ cho mình là lừa đảo đó chị. Dạ. Cái này là cái này để nữa Lê Thanh có thể gợi ý cho, dù mình gì cũng được nhưng mà mình có thể sửa là cái này gợi ý theo, còn ăn thua là thủy làm không làm theo. Hẳn giống như mình đừng có bị người ta làm khó đó. Thì cái chữ tôi bị bệnh thiếu máu não nè, nhưng mà mình không có giấy thì mình đừng có để chữ này, hoặc là tôi cần sự giúp đỡ mấy ngàn vậy đó. Tôi bị bệnh thiếu máu não à. À, tức là cái câu thiếu máu não là à, bởi vì hôm gà ở trên mạng đang đang giống như là đang làm khó vụ này, kêu đưa giấy ra đó, có thấy không? Đó. Khi mà họ nhìn vô tấm bảng này, họ đòi cái giấy của mình, cho dù không phải là chính quyền như người dân đó, họ ta đưa mình vào cái cảnh lừa gạt, ta không đồng ý chị như vậy. Là ai cũng bị bệnh thiếu máu não hết ạ. Thế nên là còn là có cái lý do để mà đi tới luôn mà mình xin tiền của người đời ạ. Nhưng mà thực sự mình bị bệnh thiếu máu não thật mà. Nhưng mà lúc đi khám thì không có ạ. Cái gì cũng vậy, phải có giấy tờ. Đi khám lại không có. Bác sĩ chuyển sang bên bệnh viện tâm thần nhưng mà mình chưa đi ạ. Vô bệnh tâm thần chắc cũng khám cũng trả về luôn chứ cho vậy. Chứ gì vô tâm thần người ta khám, đâu khám định khám nhưng mà sợ đi sang bên đó là không có, giống như vừa rồi ở Khánh Hòa là tốn tiền mấy triệu. Em định tại cái này là em bị vướng bên tâm linh nha, bà đã dạy rồi mà. Cái đó thì cái chị thì chị đang nói về tâm linh, nhưng mà cái người đời á thì người ta cần cái thực tế. Ta cần là ví dụ như mình nói là mình bị bệnh gì đó là mình phải có giấy tờ rõ ràng, có chữ ký của giám của bác sĩ hay là như thế nào đó, phải có đầy đủ, có đầy đủ mới được. Nếu mà chị cầm cái tấm bảng này mà đi ngoài đường là người ta sẽ cho chị là lừa đảo, gạt tiền mọi người. Cái nào thì tụi em nói rõ ràng cho chị biết. Nếu mà cầm cái tấm giấy này đi ngoài đường là không được. Tại là mình có 14 nhưng mà bỏ từ hồi bé rồi, mẹ thì mất rồi. Hiện tại bây giờ là mình có hai người gái nhưng mà người ở cái nội lo chỉ có một mình thôi. Rồi mình bị vướng vào cái quá trình tâm linh như thế này, thật sự là đầu óc mình nó bị rất là mệt, không có mà được tỉnh trí giống như bao người mà đi công việc rồi đấy. Nên là mình cần phải đi xin tiền của mạnh thường quân để mà mình sống trang trải hàng ngày, có cái lộ phí để mà đi khắp nơi, để mà đi chùa cầu an ông bà. Thì nhiều năm nay thì cũng được sự giúp đỡ của cộng đồng mạng mà thầy cũng có được cái cuộc sống mà trang trải để mà đi tới đi lui cũng được đầy đủ ạ. Chi phí là đi chùa, lộ phí đi xe nữa, rồi đi tàu nữa. Nên là thầy cảm ơn cộng đồng mạng rất là nhiều, và là mong cộng đồng mạng có hiểu lầm thầy ạ. Sợ là mẹ bị vướng mất tâm linh như thế này là từ năm 2016 đến bây giờ. Tại vì cái vấn đề hỏi thăm rồi thì là căn bệnh này là tất cả con người mình ai cũng có. Mình lấy cái lý do để mà mình đi xin cộng đồng mạng. Nếu mà theo chị chia sẻ đó là cái vấn đề này là nếu mà mình đi xin như vậy là không có được. Tại vì phần tâm linh, biết là tâm linh là nếu mà những người nào mà hiểu về tâm linh thì người ta sẽ hiểu là rất là mệt, cũng như là mắc cái căn bệnh tâm linh rồi là không có làm gì được hết trơn á. Nhưng mà trước tiên thì ở ngoài đời thực như thế này á, thì mình cầm cái miếng bảng như thế này nè, là đi ra ngoài đường á, không có giấy tờ, mình không có bị gì hết, nhưng mà mình cầm cái bảng này đó thì đi ra ngoài đường á là bà con sẽ cho mình là lừa gạt mọi người, đó là gì? Có, hiểu không? Có thể mình bỏ mấy chữ này ha, cũng được. Tại vì cái từ thiếu máu não này là mình phải có giấy tờ. Tại dù mà thủy muốn xin tiền đó thì có thể bỏ mấy chữ này, cái đó là gợi ý thôi, còn sẽ tốt cho thủy thôi. Nhưng lúc trước là khám là có bệnh nha. Cái triệu chứng của mình biết ạ. Cái triệu chứng của em là bị những nó về trước mà chưa
trước cái lúc mà em đi như thế này nè là em đã bị rồi. À, bị thiếu máu não. Dạ. Nhưng lúc đó đi khám là bác sĩ chẩn đoán nha. Bên bên tiếp thị bia á. À. Sử dụng bia nhiều là em đã bị cái chứng bệnh đó rồi ạ. À. Là không thấy đường luôn ấy. Rồi sau này là bây giờ là đỡ rồi ạ. Vậy là lúc trước là mình đi tiếp thị bia. Dạ. À. Chắc mình cũng giao thiệp với nhiều khi khách người ta mời uống đó thì mình uống nhiều quá có thể là mình bị rất nhiều. Em làm ở vũ trường với lại làm cả ở trong quán nhà hàng. Ừ. Dạ. Cũng trải ra sự đời cũng nhiều ha. Dạ. Thì bây giờ là trước mắt thì như vậy đây, có thể là mình đổi cái chữ này lại đi, còn thôi thì mình khỏi cầm cái khỏi cầm này cái luôn. Này được không? Mình khỏi cầm khỏi cái này luôn. Nói với bà khỏi cầm đi. Đừng có để bản này như thế này không được. Như vậy tại vì là thực sự là con người mình ai cũng bị bệnh thiếu máu não. Cho nên là mình phải sử dụng cái lý do như thế này để mà được người đời giúp đỡ. Nhưng mà mình... Và cái căn bệnh của mình là bên tâm linh thì là bên khoa học khám không ra. Có đi khám rồi nhưng mà không ra. Khám cũng tốn tiền lắm ạ. Biết là vậy rồi nhưng mà mình phải có giấy tờ. Nếu mà không có giấy tờ là đâu có nói chuyện vậy được. Thôi bây giờ cứ như thế này rồi cứ nhìn là ông bà thương mọi quy trình ông bà xua kiến hết mà. Ừ. Sợ Thủy gặp nhiều khó khăn thôi. Dạ. Ông bà cũng dạy bảo cũng báo trước cho biết cho nên là cũng có tính lên. Thì hôm nay đứng đây để quay Thủy đó. Thì để hỏi về những vấn đề này. Thì cũng muốn giúp ích cho Thủy thôi. Trên đường đi giống như đi xin tiền vậy đó, cũng đỡ bớt rủi ro. Dạ. Thế